Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng làm sao để tận dụng tối đa cái nguồn khách hàng có trên cái page của mình, thậm chí là khách hàng có trên page của đối thủ. Thì khi khách hàng họ chỉ cần like cái bài post của bạn, thì đa số chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta quên đi cái việc là tận dụng lại cái nguồn khách hàng đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm như thế nào để tận dụng lại nguồn khách hàng đó, như nguồn khách hàng đó, để chúng ta không bị mất đi bất kỳ một cái khách hàng nào. Rồi ok, thì làm mọi người sẽ có một cái đầu tiên thì mọi người có thể tìm ở trên những cái trang web hoặc là Google để mà tìm ra những cái người cung cấp về dịch vụ web UID, có nghĩa là cover UID sang 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 số điện thoại, để chúng ta có một tệp khách hàng là những khách hàng có nhu cầu về cái dịch vụ mà các bạn đang cung cấp, mà dựa trên những số điện thoại thôi, thì chúng ta có thể sử dụng để chạy quảng cáo trên những đối tượng khách hàng đó. Thì hôm nay mình sẽ demo, mình thuê một cái bên đối tác để mà mình họ họ cung cấp cho mình một cái tệp UID về cái thực phẩm giảm cân. Tại mình đang làm quảng cáo cho một cái sản phẩm về thực phẩm chức năng giảm cân, thì hôm nay mình sẽ demo trên cái thực phẩm chức năng này. Thì mình sẽ có một cái tệp khách hàng ở đây, chúng ta sẽ có là mình coi ở đây mọi người sẽ thấy là nó có 4.106 cái số điện thoại. Thì mình sẽ chạy quảng cáo trên cái tệp này thì hiệu quả nó sẽ cao hơn cái việc là bạn xét đối tượng thông thường, bởi vì hiện tại Facebook bây giờ nó khá là loãng, cho nên nếu mà chạy xét đối tượng thông thường thì nó sẽ không hiệu quả bằng. Thì ngoài ra ở đây hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn tất cả các bạn marketing đa kênh dựa trên số điện thoại. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta làm chạy quảng cáo trên số điện thoại của Facebook ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là số điện thoại như thế này. Thì mọi người sau khi mọi người mua một mọi người vẫn có thể mọi người có thể lên Google, mọi người có thể tìm một bên cái nhà cung cấp, họ sẽ cung cấp cho tất cả các bạn về cái tệp này. Đầu tiên mấy bạn có số điện thoại, ok, thì họ sẽ chuyển về cho bạn file Excel như thế này. Đó, những người này là like cái thực phẩm, cái sản phẩm mà về tắm trắng nè, giảm cân nè. Rồi cái này là họ comment nè, thì những cái người này là đều có nhu cầu, họ đang thích về cái sản phẩm này. Thì sau khi mà họ like, mà khi mà bên đối tác họ chuyển về cho bạn là một cái file Excel, thì bạn sẽ có những như đây số điện thoại. Thì nhiệm vụ của bạn là sẽ cover cái số điện thoại từ cái file Excel này chuyển sang cái file TT. Thì cái cách cover như sau: đầu tiên là bạn copy hết tất cả các số điện thoại như thế này, rồi sau đó bạn sẽ tạo một cái file test document như đây mình sẽ có. Thì sau khi mình tạo ra đây, mình sẽ làm đặt cái tên là test data ha. Thì bạn sẽ mở lên và bạn copy cái số điện thoại đó vào đây, bạn bạn bát cái số điện thoại này vào đây, sau đó bạn lưu lại. Rồi làm sao để đưa cái số điện thoại này vào cái trong cái bài post, thì bây giờ mình sẽ có bạn vào cái trang trình duyệt trình quản lý quảng cáo của tất cả các bạn, nó có như thế này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một vào phần click vào cái phần đối tượng, mọi người sẽ click vào đây, chọn vào cái phần tài sản, trong cái phần tài sản nó có phần đối tượng, bạn click vào đây, bạn tạo cái đối tượng dựa trên số điện thoại của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ có là tạo đối tượng. Thì Facebook nó rất là hay, nó hay ở chỗ là nó sẽ cho các bạn là tùy chỉnh vào đối tượng nè, đối tượng tương tự nè. Thì tại vì sao nó có đối tượng tương tự, tại vì đối với những cái khách hàng, có nghĩa là cái tệp khách hàng của bạn chỉ có 3.000 người thôi, thì khi mà nó chạy nó quét hết rồi thì bắt buộc các bạn phải tạo đối tượng, nó là đối tượng nó tương tự với những cái khách hàng này đó. Thì nó sẽ có những cái nó những cái tính năng nó tương tự, ví dụ như là thích về cái này rồi like cái kia cái nọ, thì nó sẽ tạo ra một cái đối tượng hoàn toàn tương ứng như vậy để nó chạy tiếp đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo đối tượng tùy chỉnh thôi, mình sẽ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về đối tượng tùy chỉnh, và khi nào mà các bạn quét hết rồi thì chúng ta mới cần tới đối tượng tương tự. Rồi đầu tiên mình sẽ vào cái phần hồ sơ khách hàng, trong cái này mình sẽ có hai cái phần, đầu tiên đó chính là thêm khách hàng từ file nè, còn không là nhập từ Mailchimp, thì Mailchimp chúng ta không có dùng, không có chơi tới. Thì chúng ta phải có cái file tệp file khách hàng, mình click vào đây thì đó nó sẽ cho bạn ở đây, nó sẽ cho bạn sử dụng có hai cái file thôi, một là CSV hoặc là TT. Thì mình đã tạo một cái file TT rồi, bây giờ chúng ta sẽ tải lên đây cái file của mình, nó là test data ha. Thì ok, mọi người sẽ gấp phần nó lên, sau khi mở phần nó lên mọi người bấm tiếp đó. Ở đây mình sổ ra cho mọi người thấy, nếu mà cover thành mail thì có nghĩa là email marketing, còn số điện thoại thì chúng ta có thể là SMS marketing hoặc là làm rất là nhiều tính năng dựa trên số điện thoại. Nhưng mà nó cái UID của mình chuyển sang cái gì thì mình sẽ chọn cái đó để mình chạy. Thì đa số bây giờ mọi người sẽ chạy một số điện thoại nữa sẽ hay hơn, mọi người click vào số điện thoại, mọi người bắt đầu bấm là tải lên và tạo. Thì sau khi mọi người bấm tải lên và tạo thì nó sẽ hiển thị ở đây nó đang tải nè, thấy chưa. Thì sau khi nó tải hoàn thành xong, nó sẽ báo được trên đây cho mọi người là sẽ có bao nhiêu số điện thoại vừa được cập nhật lên và đối tượng nó được tạo rồi đây đó, thì là 4.106 cái số điện thoại. Và sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta bấm xong rồi, ok, thì nó sẽ xuất hiện cái đối tượng test data của chúng ta ở đây đó. Đối tượng này hiện tại nó đang cập nhật cho nên là nó sẽ chưa có ra cái số lượng khách hàng mà đang sử dụng Facebook, nhưng mà khi đó nó sẽ dao động được khoảng 4.000 mấy như cái số điện thoại mà cập nhật lên. Thì bây giờ nó đang cập nhật rồi
Sau khi có cái đối tượng này, mọi người sẽ vào tạo quảng cáo, mọi người click vào tạo quảng cáo và mình sẽ tạo quảng cáo và chạy trên cái đối tượng này, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái chiến dịch, chúng ta bắt đầu lại đây. Ở đây tôi sẽ chọn chiến dịch là tương tác. Rồi chúng ta sẽ đặt tên một cái chiến dịch dành cho những người nào, cái này mình sẽ làm nhanh qua, mình sẽ không hướng dẫn lại cho những người nào mà chưa biết về quảng cáo ha. Thì cái này mình sẽ làm nhanh qua. Rồi mình đặt tên một chiến dịch, đó là chiến dịch quét khách hàng. Rồi mọi người bấm OK. Rồi sau trong đây mình sẽ đặt tên nhóm quảng cáo của mình là khách hàng giảm cân. Rồi mình sẽ có đối tượng khách hàng như thế nào, mọi người sẽ vào cái phần đối tượng tùy chỉnh, người click vào đây nhấp đôi vô, nó sẽ ra cái phần test data. Hồi nãy mình có làm một cái deep demo rồi cho nên nó còn lại lưu lại cái tệp cái này, mọi người click vào đây. Ngoài ra mọi người vẫn có thể chọn rất là nhiều tệp khách hàng khác nhau để mà mọi người có thể đồng loạt chạy trên cùng một bài quảng cáo. Rồi ở đây mình chọn hai cái phần đối tượng khách hàng này ha. Rồi mọi người có thể chọn cái vị trí nè, mọi người vẫn có thể chọn độ tuổi, xét giới tính, tất cả cái thì mọi người cứ xét thông thường. Đó thì chúng ta đã lock được cái đối tượng khách hàng này vào rồi. Ngoài ra ở dưới đây mình cũng chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề này. Thì đa số tất cả những bạn mới chạy quảng cáo, các bạn luôn để vị trí tự động quảng cáo là tự động và được khuyến nghị, có nghĩa là cái này để Facebook nó tự quyền quyết định. Tuy nhiên nếu mà bạn đã chạy quảng cáo lâu rồi thì mình nên chọn cái chế độ tùy chỉnh, chỉnh sửa đi, thì mình đây sẽ chia sẻ. Thì ví dụ ở đây tất cả các bạn, nếu mà các bạn đang chạy về cái ốp lưng hoặc là trang trí phụ kiện thì bạn click vào đây để bạn chọn là chỉ thiết bị di động, nhưng mà nếu mà chúng ta chọn nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể chọn luôn của máy tính. Thì ở đây sản phẩm của mình, ví dụ mình đang cung cấp là thực phẩm về giảm cân, thì chúng ta có thể chạy luôn cả bên trên cái máy vi tính luôn. Rồi ở đây mình xin giải thích về tất cả các nền tảng mà Facebook nó đang cung cấp. Ví dụ đầu tiên là của Facebook nè, cái thứ hai là của Instagram, dành cho những bạn nào có Instagram thì chơi cái này cũng khá là ok. Audio Network có nghĩa là nó chạy trên những cái bài báo mà bạn click vào, ví dụ như báo nào mà nó cộng tác với Facebook thì nó sẽ chuyển sang một cái trang đó cũ là Facebook luôn, nhưng mà nó hiển thị của bài báo đối tác, và trên cái đó nó sẽ cho chạy quảng cáo của cái mà nó đang được thuê, thì nó sẽ hiển thị trên cái nền tảng đó. Và hiện tại nó đang test demo và nó cho chạy thử đối với những cái tài khoản Facebook Business, đó chính là Messenger. Thì ở cái tài khoản này thì nó sẽ hiển thị trực tiếp trên cái Messenger của các bạn luôn, nó sẽ quảng cáo trên Messenger luôn. Nhưng mà cái phần này mình cũng đã chạy demo thử rồi thì cũng thấy là không hiệu quả bằng cái việc là chạy trên Instagram, audio hoặc là Facebook. Nên là Messenger này mình cũng không tận dụng nhiều, mình không sử dụng nhiều lắm, tại vì nó trừ chi phí cũng khá là rác. Rồi nếu mà các bạn không có Instagram, mọi người có thể tắt đi để chúng ta tiết giảm chi phí ha. Rồi ở dưới đây thì không có gì thay đổi, chúng ta có thể chọn ngân sách và chọn thời gian chạy cũng như là lịch trình chạy là như thế nào đó, và sau đó mọi người bấm tiếp tục thì chúng ta đã có một cái bài chạy quảng cáo dựa trên cái tệp UID của mình. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta đã có một cái tệp số điện thoại rồi thì mọi người có thể sử dụng để phát triển đa kênh. Bởi vì nếu mà các bạn tận dụng bây giờ chúng ta quảng cáo chỉ có trên Facebook không thì chắc chắn là cái đơn hàng của bạn cũng sẽ không nhiều bằng cái việc bạn chạy đa kênh. Thì chạy đa kênh của chúng ta sẽ gồm những cái kênh như thế nào? Ví dụ bây giờ bạn chạy Facebook là chúng ta thấy rất nhiều, tuy nhiên có số điện thoại rồi mọi người có thể tạo một cái tài khoản Zalo, từ đó add cái số điện thoại vào Zalo để từ đó chăm sóc những khách hàng có nhu cầu. Zalo nè, Instagram nè, WeChat nè, rồi Line nè, tất cả những cái đó bạn có thể tạo. Ngoài ra bạn vẫn có thể tạo trên Facebook cá nhân, làm một cái việc rất là hiệu quả, đó chính là bạn tạo một cái tài khoản Facebook ảo, up những sản phẩm mà bạn mong muốn, sau đó add những số điện thoại mà bạn đang có nghĩa tại những số điện thoại này là những người đã có tài khoản Facebook hết rồi, bạn add họ vào, bạn là kết friend với họ, kết bạn với họ, và từ đó bạn chia sẻ những cái bài post, bạn có thể livestream ở trên bay của bạn và livestream đối với tài khoản cá nhân, để từ đó những khách hàng có nhu cầu họ sẽ thấy cái bài post của bạn. Đó là một tính năng rất là hay. Ngoài ra tất cả các bạn có thể viết tạo một cái web, nếu mà bạn có muốn có nhu cầu phát triển cái thị phần của mình, phát triển cái ngành sản phẩm mà bạn đang mong muốn, thì bạn nên tạo một cái trang web dành riêng cho mình và từ đó thuê những cái đội ngũ về sale, họ sale cho nó lên top đầu tiên, nghĩa là search cho nó ra sản phẩm của các bạn. Rồi làm sao nữa thì từ đó chúng ta có thêm một cái kênh YouTube nữa, gọi là kênh video, để chúng ta chia sẻ những cái bài clip, những cái bài post của mình. Từ đó chúng ta có thể phát triển cái marketing đa kênh, nhiều kênh, đi đâu cũng thấy, thì lúc đó tất cả các bạn mới dễ dàng bán hàng hơn. Còn đối với những ai đang kinh doanh những mặt hàng mà thuộc dạng là tỷ lệ cạnh tranh cao, thì tất cả các bạn nên liên hệ tới website, những website lớn để chạy quảng cáo trên đó luôn, thì chúng ta sẽ có là đi đâu cũng gặp, thì lúc đấy nó mới có hiệu quả cao. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ sắp tới, nếu mà các bạn có nhu cầu thì mình sẽ chia sẻ về retargeting, có nghĩa là marketing lại đối với những đối tượng mà họ đã vào trang web của bạn, marketing lại đối với những đối tượng mà họ đã like cái bài post của bạn, hoặc là họ subscribe cái kênh YouTube của bạn, thì chúng ta sẽ marketing như thế nào, thậm chí là những khách hàng nào mà họ bạn
bạn là nhu cầu bạn sử dụng mail thường xuyên và bạn có tệp khách hàng về email đi, mình sẽ chỉ bạn cái email marketing hoặc là SMS marketing. Có nghĩa là bây giờ đối với những cái khách hàng nào mà họ có, bạn hiện tại bạn có tệp khách hàng của họ rồi thì bạn có thể remarketing trên cái SMS luôn, là gửi tin nhắn tới những cái đối tượng khách hàng đó luôn. Thì bây giờ chúng ta thấy là đa số là bất động sản nè, hoặc là bán hàng đa cấp rồi đó, thì chúng ta tự nhiên chúng ta lại nhận được những cái thông tin đó thì nó có từ đâu. Có nghĩa là bạn like một cái bài post nào đó, nó quét cái UID của bạn, nó có số điện thoại của bạn và nó bắt đầu marketing trên cái SMS đó. Thì hôm nay chúng ta đã có một cái tệp khách hàng rồi, thì chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta marketing. Đầu tiên chi phí rẻ thì chúng ta phải nói tới việc là tạo một cái tài khoản Zalo, tạo một cái tài khoản Facebook ảo, rồi tiếp theo là kinh phí mắc hơn một tí xíu, nghĩa là nó sẽ tốn kém hơn tí xíu, thì chúng ta có thể là sử dụng số điện thoại đó thì chạy tập khách hàng như mình chia sẻ, được chưa? Rồi tiếp theo á, thì nếu mà kinh phí nhiều hơn tí xíu nữa thì mọi người có thể sử dụng số điện thoại đó để mọi người có thể SMS marketing luôn. Rồi thì từ đó mọi người có thể có một cái cách marketing nó hiệu quả và nó nhiều cái để mà chúng ta làm dựa trên một cái tệp khách hàng như vậy. Đó là cách mà chúng ta hiện tại đang chạy marketing, rất là nhiều dân marketing họ đang chơi theo kiểu đó. Thì mình mong rằng sau clip chia sẻ này mọi người vẫn có thể áp dụng những cái này vào và doanh thu nó sẽ thay đổi được chút đỉnh. Cảm ơn mọi người.